Alex đến với Thảo Trang một cách rất là bất ngờ, vỡ òa khi cậu bé đến với cuộc đời của mình. Xuyên suốt hành trình sẽ là những giây phút quý giá, không chỉ giúp con bước ra khỏi vùng an toàn mà còn là hành trình của mẹ. Tuy không phải là siêu nhân, nhưng vì con, mẹ sẵn sàng trở thành siêu nhân. Vậy là mẹ phải đi học rồi. Mẹ đi học chị. Mẹ đi học ở cái học viện mẹ siêu nhân nè. Giờ vô phụ mẹ lựa đồ để mẹ đi học nha. Dạ. Rồi đi. Mẹ cũng đã là siêu nhân rồi mà mẹ đi học nữa hả? Mẹ là siêu nhân rồi hả? Dạ. Hồi nào? Hồi giờ. Hử? Hồi bây giờ. Bây giờ hả? Dạ. Bây giờ đang là siêu nhân rồi hả? Dạ. Sao con muốn mẹ mặc quần nào con chỉ rồi mẹ lấy xuống nha con. Bộ nào? Chỉ tay đàng hoàng chứ sao tôi biết chính xác bộ nào. Đây vậy. Bộ nó hả? Chắc không? Con mặc cái này hả? Dạ. Cái này giống con trai mà. My fan, that's my fan. Hả? That's my fan. Vậy hả? Mặc mẹ mặc bộ này hả? Mẹ mặc về. Mặc về đi học. Dạ. In the steer. Hử? In the steer. Đeo hết động vật lên người vậy đó hả? And here. And here. Cho mẹ mượn một chiếc xe nha. Dạ. Rồi đâu? Xe con đâu? Nhà con giàu lắm, con có rất là nhiều chiếc. Đây mẹ lấy xe đi. Xe này nó có năng lực rồi. Mẹ nhìn hai cái này đấu với nhau kiểu nè. Mẹ nhìn đây nè. Đâu rồi? Con này đi nhanh hơn. Đi về đấy. Mẹ nghĩ là mẹ có lựa chọn tốt hơn. Đây. Con biết chơi gì không? Dạ không. Con nghĩ là mẹ sẽ chọn chiếc xe nào? Cái này nè. Cái này hợp lý hơn hả? Vì sao? Vì cái này á, mẹ chỉ... Vì cái đó cao quá mẹ không lái được. Thì mẹ có thể lái cái này. Đúng không? Mẹ thử nha. Dạ. Ờ. Wow. Yeah. Được rồi mẹ. Xuất sắc. Mẹ thắng. Mẹ thắng bằng như vậy nè. Đây không là sao? Làm sao mẹ thắng nè. Rồi. Thắng ở phía sau á. Dạ. Rồi ok. Vậy là mẹ đi học nha. Dạ. Tạm biệt Lê nha. Dạ. Bye. Bye. Ở nhà ngoan nha. Dạ. See ya. Riêu. Mong muốn của Thảo Trang khi tham gia mẹ siêu nhân lần này có thể hiểu con mình nhiều hơn, tìm ra được những cái khúc mắc giữa hai mẹ con để giúp cho Trang có thể có một cái hành trình làm mẹ sau này tốt hơn. Mẹ siêu nhân, khi con ra đời, mẹ được sinh ra. Thứ bảy hàng tuần, 20 giờ trên kênh VTV3, 20 giờ 30 trên YouTube Giao Quanh Show, từ ngày 16 tháng 3, 2024.